Kính chào quý vị và các bạn, chương trình tổng hợp dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tuần này sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về làng cam Triệu Phú ở Như Xuân. Nhưng trước hết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo nguồn điện cho đồng bào các dân tộc miền núi vui xuân đón Tết, cùng với việc tu sửa vệ sinh hệ thống đường dây bằng công nghệ hotline từ đầu tháng 12 năm 2022, ngành điện Thanh Hóa đã tăng cường lắp đặt đấu mối với các sở ngành đơn vị liên quan, đóng mới thêm nhiều trạm biến áp, góp phần đưa nguồn điện đến với nhiều bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Kể từ năm 2023, 35 hộ dân với 181 nhân khẩu ở bản Xía Nội, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Có điện, các gia đình rộn ràng trang hoàng nhà cửa, mua sắm các thiết bị tiện nghi để vui xuân đón Tết. Không riêng 35 hộ dân ở bản Xía Nội, tỉnh Thanh Hóa đã có thêm 1.320 hộ đồng bào các dân tộc thuộc vùng sâu, vùng xa có điện lưới quốc gia vào dịp đầu năm mới. Đó là kết quả của dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư. Công ty Điện lực Thanh Hóa được bàn giao tiếp nhận, vận hành các dự án sau khi hoàn thành. Với sự nỗ lực của các đơn vị và ngành điện, đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ dân thuộc 11 huyện miền núi Thanh Hóa được sử dụng điện đã tăng lên 98,7%. Bước sang năm 2023, để đảm bảo nguồn điện ổn định, hạn chế các sự cố, điện lực các địa phương đã bố trí trực 50% quân số. Nhiều cán bộ kỹ thuật được phân công nhiệm vụ đến từng thôn bản để kiểm tra, xử lý kịp thời mọi vấn đề liên quan đến đường dây lưới điện. Đến hết năm 2022, Thanh Hóa vẫn còn 26 thôn bản và cụm dân cư chưa có điện lưới quốc gia. Dự kiến trong năm 2023, Sở Công Thương sẽ tiếp tục đấu mối để triển khai các dự án cấp điện lưới quốc gia cho 14 thôn bản, cụm dân cư thuộc 3 huyện Mường Lát, Quan Sơn, Thường Xuân. Cùng với các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, dòng điện sẽ tiếp thêm động lực, niềm tin, tạo khí thế mới để đồng bào các dân tộc miền núi đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no. Sau 5 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tích cực tham gia. Đáng chú ý, các huyện miền núi mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng cũng đã xây dựng thành công nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Có đó từng bước hình thành nâng cao giá trị nhóm sản phẩm đặc sản của từng vùng miền, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Nếu như năm đầu tiên triển khai chương trình OCOP, toàn tỉnh mới chỉ có 10 huyện tham gia, thì đến năm 2022, toàn bộ 27 trên 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều đã có sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Đáng chú ý, các huyện miền núi mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng cũng đã xây dựng thành công nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Hiện nay, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều đã xây dựng đề án phát triển sản phẩm OCOP, tổ chức rà soát đánh giá các sản phẩm truyền thống có lợi thế trên địa bàn để xây dựng lộ trình thực hiện, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. Tùy điều kiện thực tế, nhiều huyện, thị xã, thành phố đã ban hành các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các đơn vị, hộ sản xuất xây dựng sản phẩm OCOP. Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa đã có 292 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh từ 3 đến 4 sao, một sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia, 3 sản phẩm đã đề xuất Trung ương xếp hạng 5 sao cấp quốc gia. Với sự chủ động tích cực của các địa phương cùng sự nỗ lực của các đơn vị sản xuất, Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2023 có thêm 120 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh. Thưa quý vị các bạn, từ lâu mảnh đất Xuân Hòa đã được mệnh danh là vùng đất sản sinh ra nhiều loại nông sản nhiệt đới với độ tươi ngon, an toàn, sạch sẽ. Điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở Xuân Hòa rất phù hợp với sự sinh trưởng của cây cam. Do vậy, nhiều nông dân ở xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân đã trở thành triệu phú làng cam. Những ngày này, bà con nông dân thôn 8, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, nơi được mệnh danh là vựa cam xứ Thanh, đang tất bật vào mùa thu hái, phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Như Xuân, năng suất cam bình quân đạt 24,5 tấn trên 1 hectare,
sản lượng thu hoạch gần 5.000 tấn quả trên một năm. Cam Như Xuân năm nay được đánh giá đẹp hơn mọi năm, quả to, tròn đều, vỏ nhẵn, mọng nước, giá bán ổn định. Với giá bán bình quân tại vườn từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng một kg, bà con có doanh thu trên 500 triệu đồng một hecta cam kinh doanh. Nhiều hộ nông dân trồng cam ở thôn 8 có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng nhờ cây cam trong mỗi niên vụ sản xuất. Sản phẩm cam hiện đã được xuất bán vào thị trường các tỉnh phía Nam và luôn cháy hàng trong dịp Tết Nguyên đán. Trong thời gian qua thì trên địa bàn xã Xuân Hòa thì chúng tôi là có 4 sản phẩm được đạt OCOP 3 sao của cấp tỉnh. Đó là cam xã Đoài và cam đường canh và bưởi diễn và bưởi da xanh. Thì đây là những cái cơ sở để cho bà con nhân dân là tích cực sản xuất, áp dụng cái khoa học kỹ thuật để đạt được cái tiêu chuẩn, để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Sau nhiều chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm cùng với tư duy dám nghĩ dám làm, ông Lê Khắc Khoa ở thôn 8 xã Xuân Hòa đã quyết định chuyển đổi hơn 2 hectare đất trồng mía sắn sang trồng cam. Nhờ áp dụng khoa kỹ thuật và chăm sóc tốt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, vườn cam của ông sau 6 năm đã cho thu hoạch. Khi canh tác theo hướng Việt Gáp, ông Khoa được tiếp cận với kỹ thuật canh tác tiên tiến như sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Đặc biệt, ông đã áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel. Đầu tư ban đầu khá lớn, nhưng khi công nghệ tưới nhỏ giọt được vận hành, ông Khoa mới thấy hướng đi của mình thực sự hiệu quả. Sau khi mà mình đầu tư vào cái hệ thống ứng dụng các cái thiết bị công nghệ cao như này thì bác thấy cái hiệu quả nó mang lại như thế nào? Thì nói chung là dùng sang cái loại này thì hắn là rút được bao nhiêu nhân lực. Ví dụ như thế mình tưới thì mình phải đưa cái công lao động sản xuất ra để phục vụ. Thế nhưng cái này chỉ cần ngồi để vặn khóa thôi. Tức là khi mình điều chỉnh góc độ 30 phút hoặc 1 tiếng là mình ra mình lại có thể là mình chuyển từ cái này tắt đi rồi chuyển sang cái kia. Thì hắn đỡ bớt cái công lao động đi mà cái hiệu quả kinh tế thì hắn cũng cao hơn. Thấy hắn tiết kiệm được nhân lực nữa, tiết kiệm được kể cả là nước nuôi không bị mất, không bị hao. Đấy, tức là một giọt là có thể mình dùng được một giọt. Đấy. Một xô là mình dùng được một xô. Đấy, chứ như cái loại kia thì có thể là hắn bắn ra ngoài đi thì mình lại cỏ lại phát triển hơn cây. Với mục tiêu phát huy nội lực, gia tăng giá trị cây trồng trên một diện tích canh tác, từ năm 2014 đến nay, xã Xuân Hòa đã nhanh chóng thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, chuyển đổi được 177 ha đất nông nghiệp, chủ yếu tại thôn 8 sang trồng cam đường canh và cam lòng vàng với 38 hộ tham gia. Do vậy, để nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm cam Như Xuân và thu hút doanh nghiệp liên doanh liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cho người dân, huyện Như Xuân đã chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền để các hộ trồng cam áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp trong quy trình sản xuất. Đến nay, 100% các hộ trồng cam trên địa bàn huyện đã ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản an toàn. Nhiều hộ đã đăng ký để xây dựng mô hình sản xuất cam an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn huyện. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định chấp thuận cho phép sử dụng địa danh Như Xuân để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm cam Như Xuân. Trong thời gian tới, để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây ăn quả có múi, thì huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 192 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chính sách khuyến khích tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân trong cái áp dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đồng thời huyện sẽ tập trung các cái nguồn lực để hỗ trợ về cơ sở hạ tầng cho các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung và hỗ trợ về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cũng như là hỗ trợ về xây dựng các sản phẩm Việt Gáp. Từ chuyện trồng cam sạch ở Như Xuân cho thấy, xây dựng và phát triển thương hiệu cho cây cam Như Xuân, nâng cao thu nhập cho người dân là hướng đi đúng đắn, giúp nông dân ở lại với ruộng vườn. Và đây cũng là cách để giúp họ thoát nghèo bền vững. Chương trình tổng hợp dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tuần này đến đây là hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.